Mới đây, hãng thông tấn BBC của Anh đã đăng tải bài phóng sự về hoạt động xây dựng ồ ạt phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, mà cụ thể là ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Và để có cái nhìn rõ nét và chân thực nhất cho phóng sự này thì phóng viên Rupert Wingfield Hayes của BBC đã thực hiện chuyến tác nghiệp trên tàu cá Philippines. Trong phóng sự có tiêu đề China Island Factory, tạm dịch là nhà máy tạo đảo của Trung Quốc, hãng thông tấn BBC của Anh đã phản ánh thực trạng hoạt động thi công xây dựng ồ ạt phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, mà cụ thể là ở Trường Sa. Tuy nhiên, phía Trung Quốc lại ngang nhiên cho rằng việc cơi nới đảo là hoạt động chính đáng. Ngay đằng sau tôi đây là dạng san hô gạc ma ở quần đảo Trường Sa. Có thể thấy các hoạt động thi công xây dựng ở đây diễn ra khá ồ ạt. Tôi có thể thấy hàng triệu tấn đất cát đã được nạo vét từ đáy biển để đắp lên các dạng san hô, tạo thành một đảo mới. Còn dọc theo bờ biển, như mọi người có thể thấy, các đội thi công đang xây dựng một bức tường lớn trên biển. Tại đây, có nhiều xe tải chở xi măng, cần trục, các ống thép lớn. Cũng theo phóng viên Rupert, khi tàu cá Philippines tiến lại gần khu vực đang xây dựng, phía Trung Quốc bắn một phát pháo sáng lên trời để cảnh báo chiếc tàu. Và phóng viên Rupert cũng nhận định việc xây dựng các hòn đảo này là một hành động gây thêm căng thẳng tại Biển Đông. Đoạn kết phóng sự này, hãng tin BBC đã nhận định thảm vọng của chính quyền Trung Quốc là kiểm soát toàn bộ hải phận ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, và hành động này của họ cần phải được ngăn chặn.